Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình rất vui khi quay trở lại với các bạn và tiếp tục trong series review sản phẩm. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một sản phẩm mới do Tân Phát đang phân phối của hãng Zebra, một hãng khá là nổi tiếng của Mỹ. Đây là đầu đọc mã vạch DS208. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói chuyên sâu về cái sản phẩm này một chút, về tính năng cũng như là ứng dụng của nó trong các lĩnh vực mà nó có thể hỗ trợ tích cực. Thì đây là một hộp sản phẩm full box và Tân Phát cung cấp. Thì các bạn có thể theo dõi ở đây, nhìn ở đây, các bạn có thể thấy ngay, đây là tên của model này. Tiếp theo sẽ có số serial để khi vào bên Tân Phát sẽ bảo hành sản phẩm cho các bạn nếu như có phát sinh lỗi. Bây giờ mình sẽ bóc hộp ra cho các bạn có thể theo dõi được bên trong này. Trước tiên là mình sẽ có một cái máy đọc này. Đây là đầu đọc này, được sản xuất tại Mexico này, của hãng Zebra này, logo ngựa vàng quen thuộc. Đây chính là cái súng quét mã vạch, có tem của Tân Phát này, cũng như đây là tem bảo hành chính hãng này. Ở dưới này cũng có số email series sản phẩm này. Máy này cầm rất là nhẹ các bạn nhé, trọng lượng khoảng 200g, cầm rất là chắc tay, đầm tay. Cái cò súng này, như là cái phím bấm này, thì nó có rất là có cái độ nảy nhé, bấm cảm giác rất là thật, thao tác rất là dễ dàng, ai cũng có thể sử dụng được. Tiếp theo thì ở đây mình có một cái chân đế này. Mình sẽ bóc cái chân đế này ra cho các bạn xem. Nó sẽ có nhiều các cái chức năng cho các cái ứng dụng khác nhau. Ví dụ như các bạn kiểm kho chẳng hạn, các bạn đi vào kho hàng, các bạn sẽ cầm cái này, các bạn bắn vào cái sản phẩm. Thì nó rất là đơn giản và thao tác rất là dễ dàng. Nhưng nếu như các bạn mà thanh toán tại quầy thu ngân thì các bạn cũng không thể cầm cái này để bắn vào các sản phẩm, từng sản phẩm vào logo, mà các bạn có thể đặt tại đây. Sau đó thì sản phẩm mình sẽ đưa qua đây, nó sẽ tự động nó đọc, nó quét sản phẩm, quét mã vạch và nó đi vào phần mềm, sau đó bạn thanh toán dễ dàng hơn là cái việc mình cầm thế này mình bán. Như này chỉ thích hợp cho các bạn như là quét mã vạch kiểm kê hàng hóa chẳng hạn thì cầm thế này, còn thanh toán thu ngân thì mình sẽ để thế này. Thường như thế này thì nó rất là rảnh tay. Tiếp theo trong hộp thì mình sẽ có một sách hướng dẫn sử dụng của DS208 này. Nó có kèm theo các cái barcode này, ở đây là các cái barcode hỗ trợ cho máy chức năng, ví dụ đây là tự động xuống dòng này, ở đây là set default, nghĩa là trở về mặc định này, và kèm theo là các cái hướng dẫn sử dụng, các cái thao tác bắn. Cuối cùng trong này mình có một cái dây kết nối này, đây là cáp kết nối USB. Cái đầu này là đầu jack RJ45. Cái jack RJ45 này sẽ kết nối với lại thân máy. Như thế là cắm vào thôi. Nó chính là cái jack mạng LAN đấy các bạn. Còn đây là đầu USB kết nối đến cổng USB của máy tính. Thì các bạn đều có thể sử dụng được, là cổng USB 2.0 hoặc 3.0 đều có thể sử dụng được. Thì bây giờ mình sẽ test thử cái sản phẩm này cho các bạn xem.